Hello, xin chào tất cả mọi người, là mình Support Hùng đây. Và đã lâu lắm rồi thì chúng ta không gặp nhau. Trong cái video này thì Hùng sẽ quyết định rằng là Hùng sẽ vác tất cả những đống giày cổ lông Li-Ning chính hãng lẻ size bên Hùng ra để khuyến mãi cho anh em. Và chương trình khuyến mãi của ngày hôm nay sẽ từ 40 đến 60% tùy mẫu giày. Tuy nhiên thì các mẫu thì còn rất là ít, chỉ lẻ một vài size thôi. Và nếu anh em nào mà may mắn đi những size giày dưới đây và ưng nuôi nào thì hãy liên hệ Hùng đặt hàng ngay, bởi vì số lượng thì rất là ít. Và gần đây thì giá giày, giá tất cả các sản phẩm trên thị trường đều tăng rất là cao, không chỉ là giày cầu lông. Hiện tại Hùng không dám xách tay hàng bên Trung Quốc về nữa, bởi vì tỷ giá nó quá cao và hàng của họ bây giờ giá cũng rất là cao. Đấy, thì anh em phải tranh thủ cơ hội này nhé. Hùng không biết rằng sau khoảng một vài tháng nữa đến nửa năm tới thì chúng ta có thể mua được những mẫu giày chất lượng như này với tầm giá như này nữa hay không. Hùng nghĩ là rất khó. Bởi vậy mọi người hãy tranh thủ cái cơ hội này. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa thì Hùng xin phép bắt đầu giới thiệu các mẫu giày nha. Ok, Hùng sẽ giới thiệu một số mẫu giày còn ít size nhất và nó chỉ còn lẻ tẻ thôi. Hello mọi người, mẫu giày ngày hôm nay, mẫu giày đầu tiên Hùng xin gửi đến mọi người là mẫu giày cầu lông Li-Ning AITM071 của Li-Ning. Đôi giày với dòng đế cao su chống mài mòn rất là dày. Đây là dòng đế Hùng có thể nói là dòng đế dày nhất của hãng Li-Ning. Đôi giày này, dòng đế này được gọi là dòng đế Chenlong TD, bản rút gọn của dòng giày mà vận động viên Chenlong của đội tuyển cầu lông Trung Quốc hay đi. Đế của nó mọi người có thể nhìn thấy thiết kế các khe rãnh và các hình lục giác tạo độ bám cho giày, cũng như là cái đế cao su của nó rất là dày luôn mọi người ạ. Nên là anh em đi sân cầy sen bê tông thì cực kỳ thoải mái đôi giày này nhá. Đấy. Tiếp theo ở phần chất liệu phía trên thì nó có 3 lớp. Lớp phía trong là nó là một lớp giống như vải dệt rất là mềm. Và phía bên ngoài thì nó phủ một lớp lưới giống như sợi cước vậy. Hùng có thể cào cho mọi người nghe tiếng. Đấy, rất là chắc chắn. Ngoài ra thì ở phần mũi giày thì họ có gia cố thêm một lớp da nữa. Lớp da này có tác dụng đó là tăng độ bền ở phần má trên của đôi giày, má trong và cả má ngoài nữa, để tăng độ bền cho đôi giày. Ví dụ như trong quá trình mà chúng ta chạy mà chúng ta mài má này thì nó cũng hạn chế được ảnh hưởng phần nào và tăng được độ bền cho đôi giày. Ngoài ra phần má ngoài này cũng vậy. Nhưng anh em nào mà chạy mà hay phanh gấp thì đôi giày này nó sẽ chất liệu vải da gia cố này nó sẽ tăng độ bền. Đấy. Ngoài ra đôi này giày này được làm mặt đế hơi bè. Đây là chính là G chống lật, công nghệ chống lật của đôi giày đi rất là an toàn cho chân. Màu sắc cũng tương đối là nhã nhặn. Đấy. Với đôi giày này bên Hùng chỉ còn một đôi size 43 và một đôi size 44. Giá gốc của đôi giày này là 1.750.000. Mà theo tỷ giá hiện tại sắp lên 1.800.000 nơi rồi. Đây ạ. Giá gốc của sản phẩm là 499 nhân dân tệ. Tương đương với khoảng 1.750.000. Đây là hàng nội địa Trung Quốc xách tay nha mọi người. Duy nhất một đôi 43 và một đôi 44. Anh em nào đi thì liên hệ Hùng ngay. Tiếp theo nữa đến một đôi giày cũng chỉ còn size. Đôi giày này cũng là hàng nội địa Trung Quốc xách tay. Mã giày là Li-Ning AITM105 và giá gốc cũng là 499 nhân dân tệ nha mọi người. Với đôi giày này thì nó có màu đen xám, khá là nhã nhặn. Đây, màu đen nhưng đen không đậm lắm, đen xám, rất là nhã nhặn. Đôi giày này thì được áp dụng dòng đế cũng rất là bền. Mọi người cũng có thể thấy nó làm bằng chất liệu cao su chống mài mòn và cũng dòng đế, mặt đế cũng khá là dày, cũng như các rãnh và thiết kế mặt đế bám. Ngoài ra đặc điểm của dòng đế này thì đây là một trong những dòng đế mà Hùng thích nhất của hãng Li-Ning. Trong tầm giá khoảng 1.500.000 quay đầu thì đi dòng đế này Hùng đánh giá là hàng đầu luôn. Dòng đế này có đặc điểm là nó nhẹ và khá là êm, đi độ đàn hồi rất là cao, rất là nảy nha mọi người, cũng như rất bám và bền. Dòng đế dày. Đấy. Dòng đế nhẹ này, đi rất là êm.
Ở phần phía trên thì chất liệu chính của đôi giày này sẽ là vải dệt nha mọi người. Vải dệt thì mang cho chúng ta cảm giác rất là mềm mại và dễ chịu. Đeo vào chân cảm giác rất là mềm mại và dễ chịu. Ngoài ra thì đôi giày này cũng như đôi giày kia có công nghệ Tube Tip. Công nghệ Tube Tip này chính là một miếng da gia cố ở phần má xung quanh của đôi giày để giúp cho đôi giày có độ bền cao hơn. Đấy, với mặt miếng này nó không phải là miếng da như đôi kia mà nó là miếng kiểu miếng nhựa, miếng cao su non. Và nó có các đường vân như thế này. Đấy, thì khi chúng ta đi mà lê má vào đây thì nó cũng hạn chế được rất nhiều các tổn thất cho thương cho đôi giày. Cùng với đó mặt trong này nó được làm khá là cao, cũng sẽ hạn chế tối đa cái việc mà chúng ta khi chúng ta cố cứu cầu thì nó bị mài cái phần má này. Nó phần bên này cũng thế, khi chúng ta phanh thì với hai lớp chất liệu như này thì nó sẽ rất là chắc chắn. Đôi giày này khá nhẹ, êm thoáng chân. Đây ạ. Rất là đẹp. Đấy, màu xám này cũng nghĩ là ngoài đi đánh cầu lông chúng ta cũng có thể đi chơi, thì màu sắc nó rất là nhã nhặn, mặc với quần áo thể thao thì rất là hợp. Đôi giày này cũng có giá gốc là 1.750.000, khuyến mãi cũng còn 820k. Phí ship thì thêm 40k nữa nha mọi người. Phí ship thì mọi người tự thanh toán thêm 40.000 nữa. Rất là rẻ, khuyến mãi hơn 50%. Đôi giày này thì chỉ còn duy nhất một đôi size 43,5 và một đôi size 44. Mọi người đừng chần chừ nữa, bởi vì nếu mọi người chần chừ thì cơ hội sẽ đến cho người khác. Với những mẫu giày này thì nó rất là ít size, 43,5 và 44 nha mọi người. Tiếp theo cũng là mẫu giày AITM 105 giống đôi đen xám vừa rồi, nhưng mà nó màu cam. Màu cam thì cũng khá là trẻ trung và nổi bật. Đấy, cam kết hợp với đen cũng rất là đẹp. Với đôi này thì bên Hùng không giới thiệu lại nhá, vì nó giống hệt đôi đen vừa rồi, tất cả công nghệ mọi thứ. Thì đôi cam này còn hai đôi size 43 và một đôi size 44. Và anh em nào mà xem được cái video này sớm và đi những size này thì hãy nhấc máy lên, hãy nhắn tin, bấm vào phần đường dẫn phía dưới nhắn tin cho Hùng để đặt hàng ngay. Đó là những đôi giày gọi là còn ít nhất. Tiếp theo nữa thì Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người mẫu giày tiếp theo, cũng là mẫu giày cùng tầm giá đấy, 499 tệ, Lightning AITM 075, cũng là hàng nội địa Trung Quốc xách tay. Đây, đôi giày này cũng có dòng đế giống như đôi đầu tiên. Dòng đế rất dày, cầy sân bê tông thì thoải mái luôn. Có đầy đủ công nghệ chống mòn má, gia cố phần trên. Đấy, gia cố phần trên, da. Đây mọi người, ngoài vải dệt nha, mọi người có thể thấy họ là ép nhiệt một lớp da lên trên này. Và cũng có những cái đường viền. Đấy, lớp da này giúp cho chúng ta chống mài mòn má cũng như gia cố tăng độ bền của đôi giày. Ngoài ra thì nó công nghệ chống lật, hôm nay Hùng nói rồi. Ngoài ra thì đây cũng là một phần của công nghệ chống lật, đó là cái phần cạnh trên này nó được làm cao hơn. Mọi người có thể nhìn thấy hai bên nó được làm cao hơn, thì cũng sẽ giữ cho đôi giày chúng ta ổn định nhất và giảm thiểu tối đa cái việc mà cổ chân bị lật nha mọi người. Đấy, một đôi giày màu tím than khá nhã nhặn và đẹp, kết hợp một chút xanh chuối khá là nổi bật. Tất cả đều vải dệt nha, rất là xịn. Đấy, đôi giày này bên Hùng là siêu sâu nhất luôn. Đôi giày này thực ra là bồng bán như này, Hùng cũng lỡ báo giá, đăng bài báo giá, đăng hôm nay đăng một bài lên Facebook rồi, lỡ báo giá rẻ quá rồi nên là không chỉnh giá được nữa. Đôi này 1.750 giảm chỉ còn 780.000, ship 40.000 nữa 820 nhá. Tất cả giày bên Hùng mua thì đều sẽ được tặng hai cuốn cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay trơn tuyệt vời do bên Hùng độc quyền phân phối, cũng như là sẽ được tặng thêm một móc khóa cầu lông lưu niệm, coi như là quà tặng lưu niệm của bên Hùng gửi tặng mọi người khi mà mọi người mua hàng bên Hùng. Đây thì giới thiệu cho mọi người một chút. Đây, chiếc móc khóa mọi người nhận được sẽ là một chiếc móc khóa kim loại như này với hình quả cầu và hình cái móc. Đấy. Còn anh em nào kết và muốn mua thêm tặng người yêu hay tặng bạn gì thì cũng nhắn cho Hùng, có thể đặt mua cùng để gửi theo giày luôn. Ngoài ra thì bên Hùng có cuốn cán chống trơn, đây là cuốn cán độc quyền do bên Hùng phân phối nhá, duy nhất bên Hùng có và chỉ có duy nhất hai màu xanh và vàng. Cuốn này thì dùng rất là thấm mồ hôi tay, rất là bám tay và rất là phù hợp với anh em
bị trơn tuột vợt, giá của sản phẩm cũng rất rẻ, trung bình cũng chỉ 10.000 trên một chiếc thôi. Nếu mọi người mua số lượng nhiều thì còn rẻ hơn nữa. Cuốn này thì không có thương hiệu gì hết, mọi người có thể để ý. Nó không phải làm nhái theo một thương hiệu gì hết. Với Hùng, việc Hùng trải nghiệm cái sản phẩm cuốn cán này, Hùng rất là hài lòng. Ngày xưa thì tay Hùng rất là trơn và Hùng toàn phải dùng cuốn Zonex xịn thôi. Và Hùng đã thử rất nhiều loại cuốn cán khác nhau. Và ngày xưa thì Hùng không định bán cuốn cán đâu ạ. Từ khi mà Hùng lấy cái này về thử và thỉnh thoảng Hùng lấy, Hùng bán giày đúng không ạ, Hùng lấy một vài cái Hùng tặng cho khách. Và một số khách hàng đó của Hùng thì họ cảm nhận rất là tốt. Và họ cứ hỏi đây là cuốn cán loại gì, em có bán không? Thì Hùng bảo là em cũng chỉ nhập về em dùng thôi. Tại vì cái này em dùng rất là hợp, thấm mồ hôi và chống trơn rất là tốt. Một số khách hàng phản hồi thì họ bảo là mới đầu cầm cứ tưởng là trơn, nhưng khi ra mồ hôi thì mới biết nó sẽ mút tay rất là nhiều. Đó, anh em nào sử dụng cuốn cán bên Hùng thì biết rồi. Nhưng anh em nào mua thì rất nhiều anh em mua lại rất nhiều lần rồi. Còn anh em nào chưa biết thì có thể trải nghiệm sản phẩm bên Hùng nhá. Hiện tại sản phẩm đang bị hết hàng, khoảng 2-3 hôm nữa sẽ về thêm. Hiện tại chỉ còn vài chiếc màu vàng Hùng để tặng khách thôi. Đấy. Còn mấy hôm nữa sẽ về thêm khoảng 3-4.000 chiếc để phục vụ anh em. Tiếp theo giới thiệu giày nhá. Theo thứ tự đi nhờ. Ok, ITM 075 nhá, 780 còn 820. Tiếp theo đây sẽ là mẫu giày. Mẫu này còn đúng một đôi 40 luôn. Ok. Lining ITM 081 cũng 499 tệ, 1.750.000. Đôi giày này. Đây, đôi giày màu đen cam rất là đẹp và nổi bật. Và đôi này Hùng cũng đã từng đi hai lần. Một lần Hùng đi màu trắng, một lần là Hùng đi màu xanh dương. Nhưng mà sau lại có một nhờ từ mỗi màu đen bán cho anh em, nhưng mà thực ra màu đen là bán chạy nhất. Đấy. Đôi giày này cũng dòng đế giống đôi lúc trước, đôi 105 lúc trước. Dòng đế này có một đặc điểm là nó, đây đế cao su cũng khá là dày, mọi người thấy không ạ? Chống mài mòn rất là tốt, đi bám nền. Và đặc biệt đặc điểm nổi bật đó là dòng đế này rất là nhẹ và êm nha mọi người. Không đến nỗi quá êm nhưng mà Hùng cảm thấy là nó khá là êm, không đến nỗi. Nếu mà nói rất là êm thì nhiều anh em đến lúc về đi thì lại so sánh bảo êm không bằng giày Zonex, thì Hùng cũng chịu. Giày Zonex ông toàn mọi người toàn so sánh khập khiễng thôi. Giày mọi người mua mấy trăm mà toàn so với Zonex 2-3 triệu thì so sánh kiểu đấy thì so sánh làm sao được đúng không ạ? Rất nhiều anh em so sánh kiểu đấy. Đôi giày dòng đế này thì Hùng giới thiệu lại nữa về phía chất liệu phía trên. Thì đôi giày này nó được làm 100% là bằng da, da rất là mềm. Da này rất là mềm, đặc biệt là nó không bao giờ có chuyện bị nổ da đâu nhá. Ngày xưa Hùng đi mua đôi này về này, cái phần da mềm mềm này, mình cứ thấy nó mềm mềm. Mình bảo chỉ sợ là dễ bị nổ thôi, nhưng mà đi đến lúc giày hỏng, giày bục mà phần da nó vẫn còn đẹp nguyên. Mọi người không cần lo, nó sẽ được đục ở các lỗ chống khí ở trên này. Ngoài ra thì phần đầu này nó được làm bằng chất liệu, cũng là một chất liệu da, nhưng mà nó không phải da mềm như này, mà chất liệu da này cũng tương đối là cứng để đảm bảo độ bền cho đôi giày thôi. Đấy. Da tương đối là cứng. Và có các đường vân mọi người nhìn thấy sọc ngang, sọc trái giống như kiểu carbon vậy. Ngoài ra thì phần đằng bên này thì nó được làm theo kiểu sợi cước, dệt kiểu sợi cước. Đấy, nhưng mà chúng ta nên tập trung phần chất liệu phía trước vì nó quan trọng hơn. Đó. Chất liệu rất là mềm mại, chúng ta đi vào chân sẽ rất là thoải mái. Và Hùng có cảm nhận rằng đôi giày này rất là nhẹ nhá. Đi một là nó thoải mái, hai là rất là nhẹ. Có thể nói là đôi giày này nhẹ trong tất cả đôi giày ngày hôm nay Hùng giới thiệu đến mọi người. Đấy. Chỉ còn duy nhất một đôi size 40 thôi, 1.750.000 giảm còn 820. Miễn 820 và phí ship 40 nữa nhá, 806. Với tất cả mẫu giày bên Hùng thì đều cam kết là bảo hành 1 tháng cho mọi người nhá. Cam kết là hàng chất lượng. Hàng chất lượng mới bán cho mọi người và bảo hành 1 tháng. Đấy, còn nếu mà không may dính phải trường hợp đôi giày nào mà nó có vấn đề gì thì bên Hùng sẽ bảo hành đổi giày cho mọi người. Đấy. Đảm bảo nhé, không những rẻ mà còn cam kết bảo hành cho mọi người. Mọi người yên tâm, bán hàng bên Hùng là uy tín là số 1 nha mọi người. Sự hài lòng của mọi người là niềm tự hào của
shop mình. Đó. Duy nhất một đôi size 40 thôi ạ. Tiếp theo nữa là mẫu giày cũng giá như thế luôn, 499 tệ, cũng là hàng nội địa Trung Quốc xách tay. Đó. Mẫu giày này thì cũng áp dụng dòng đế giống như đôi 067 cũng như 105 trước, không nói lại nữa. Dòng đế có độ đàn hồi rất là cao, chất liệu giảm chấn của nó rất là đàn hồi nha mọi người. Mới đầu mọi người đi vào sẽ cảm giác là nó chưa êm lắm đâu, nhưng mà đi một thời gian thì càng ngày sẽ càng thấy giày êm. Độ chất liệu của nó, chất liệu giảm chấn của nó có độ đàn hồi rất là cao. Mới đầu mọi người đi thì mới xỏ thử vào thì sẽ chưa cảm nhận được, nhưng mà đi một thời gian sẽ thấy đôi giày rất là êm và nảy. Đó, cũng tương đối là nhẹ. Với đôi giày này thì nó nhìn trông có vẻ xịn sò hơn cả những đôi kia cơ. Đó. Đôi giày này phía trong của nó cũng là, nó được làm bằng vải dệt, phía trong nó là vải dệt. Xong ở bên ngoài nó phủ một lớp nhựa mỏng. Đấy. Họ phủ một lớp nhựa mỏng. Một lớp nhựa mỏng ở bên ngoài. Đấy. Với lớp nhựa mỏng này thì giữ cho đôi giày rất là sạch sẽ, và chúng ta cũng có thể dùng khăn khô hoặc là khăn hơi ẩm để chúng ta lau và vệ sinh sạch giày. Ngoài ra họ có làm những cái lỗ thông thoáng. Đấy, làm các lỗ thông thoáng. Nó hơi khó nhìn. Các cái lỗ thông thoáng kiểu họ làm cái lớp nhựa mềm phía ngoài, nhưng mà họ vẫn đục ra những cái lỗ li ti để cho nó thoáng đôi giày. Và cùng với đó là công nghệ rất là điển hình của Li-Ning, họ luôn có một lớp da được ép lên phía trên để tăng độ bền ở phần đầu, phần hai má, phía ngoài và phía trong. Đó. Đôi giày này màu sách thì rất là đẹp và rất là nổi bật. Đẹp mọi người ạ. Họa tiết thì kiểu dằn di kiểu quân đội rất là hay. Đấy mọi người xem cái đệm gót của nó cũng rất là dày dặn. Lót giày cũng rất là dày nha mọi người. Đấy. Lót giày rất là dày. Biểu tượng Li-Ning đấy ạ. Đấy. Cùng nhét lại cái lót giày cái đó. Đấy. Với đôi giày này thì nó có nhiều size hơn cho mọi người lựa chọn. Đôi giày này 1750 giảm còn 850, và bên Hùng miễn ship cho mọi người nhá. Miễn ship. Đấy, chỉ duy nhất cái đợt dịch này, một là giảm giá rất là sâu, hai và có mẫu này thì bên Hùng, nói chung đôi size 4, một số size bên Hùng còn khá là nhiều, nó chỉ đọng lại một size như ở 40 thôi. Nhiều nên thôi quyết định sẽ miễn ship cho mọi người, 1750 giảm còn 850 miễn ship. Đấy. À, với đôi giày này thì những anh em nào mà mu bàn chân giày thì sẽ không đi được cái dòng đầy giày này nhé. Mu bàn chân giày thì sẽ không đi được đôi 067 này, bởi vì cái phần chiều cao của giày này mình cảm giác là nó làm kiểu thuôn và nó thấp hơn những đôi giày khác một chút. Nên những ai mà mu bàn chân giày, những bàn chân mập, bàn chân dày ấy, thì đôi này không hợp. Đôi này thì bề ngang của nó cũng không phải là bé, chân hơi bè thì vẫn đi thoải mái, nhưng mà những chân người chân dày thì đi thường sẽ bị kích ở phía trên này. Đó, thì anh em là chân dày sẽ không đi được nhá. Với đôi giày này là Hùng, bên Hùng còn size 40, 41 và size 43, size 41 và 43 mỗi đôi chỉ còn có 41 và 43 thì mỗi size chỉ còn có 2 đôi thôi. Với size 40 thì còn khoảng 7-8 đôi cơ. Anh em nào đi size 40 thì khả năng mua được hàng là cao, nhưng anh em nào đi những size khác thì chưa chắc đến lúc xem được video này đã còn hàng đó. Đó. 1750 giảm còn 850 miễn ship, và tặng hai cuộn cán chống trơn bên Hùng, cũng như là một móc khóa cầu lông lưu niệm như nãy đã giới thiệu nha. Đó. Ok, tiếp theo cũng là đôi ITM 067 giống hệt đôi vừa rồi, nó chỉ khác màu thôi. Kia dần di màu cam, còn đây màu xanh chuối và đen. Đấy, màu này thì đẹp hơn. Với đôi giày này thì bên Hùng còn size 41, 41.5, 42 và 43. Hiện tại thì size 41 thì chỉ còn có 2 đôi, size 41.5 thì còn 4 đôi. Anh em nào mà đi
size 41 mà chật mà 42 lại hơi rộng thì đi 415 thì liên hệ Hùng nhá. Đấy, size 42 chỉ còn một đôi, 43 còn hai đôi thôi. Đấy, nói chung là lẻ tẻ size anh em liên hệ. Đôi này là Hùng vẫn đang bán, mấy hôm trước vẫn đang bán là 880 và phí ship là 40 là 920. Nhưng mà thôi, siêu nốt bằng giá đôi kia cho nó dễ. Đấy, siêu nốt bằng giá đôi kia là sẽ là 850 miễn ship nha mọi người. Đấy, cực kỳ rẻ. Lining AITM, Lining AITM 067 nha mọi người. Thôi bán đồng giá luôn. Đấy, chỉ còn 850.000 và miễn phí ship nha mọi người. Size 41, size 41.5, 42 và 43. Nói chung là mỗi size chỉ còn lẻ vài đôi thôi. Đó, xem còn đôi gì nữa không nhỉ. Đôi cam giới thiệu rồi này. Ok, tiếp theo sẽ còn mấy đôi giày lẻ nữa. Giới thiệu đến mọi người đôi giày đắt nhất của ngày hôm nay. Đây là đôi Sonic Boom 2.0. Mẫu giày màu trắng bạc, rất là đẹp. Mẫu giày này thì có cũng là hàng nội địa Trung Quốc mà Hùng xách tay về. Hộp thì nó hơi nát một chút. Đấy, 799 tệ, tương đương nó rơi vào khoảng 2.7-2.8 tiền Việt. Đó, đôi giày này một lòng đế của nó cũng là rất cao su thôi, nhưng họ có làm theo làm màu, nhìn nó rất là hay. Đấy, đôi giày có công nghệ Probalock. Đây, hai miếng nhựa này giúp đây là gọi là công nghệ chống xoắn, giúp ổn định mặt đế cũng như là giúp hỗ trợ khi chúng ta bật và cũng như là giúp giảm chấn khi chúng ta tiếp đất. Ngoài ra còn có miếng carbon ở giữa. Đây là công nghệ carbon fiber, thì nó cũng là một phần của công nghệ giảm chấn và một phần của công nghệ giảm chấn cũng như là ổn định mặt đế cho đôi giày. Đấy, đôi giày làm được đế cũng rất là dày dặn nha mọi người. Đấy, đế cũng là cao su chống mài mòn nên nó được, nói chung là họ làm sơn màu kiểu gì đó là công nghệ của họ thì ông cũng không biết. Đấy, về phần chất liệu phía trên là bằng da, chất liệu phía trên bằng da, và họ cũng có thêm một miếng ốp lên trên nữa, ép lên trên này để chống mài mòn má nữa. Đấy, chống xước, miếng giống như kiểu gần giống như kiểu dạng cao su non, nhưng mà nó giống kiểu giấy giáp ấy. Đây, miếng da ép lên, và phần trên này thì nó được làm bằng da, nhưng mà da này nhìn lại gần giống như kiểu thêu ấy. Đấy, và nó óng ánh các họa tiết rất là đẹp, có đục các lỗ thông thoáng khí ở đây ạ. Về phần chất liệu vải thì này nó cũng rất là mềm. Ngoài ra thì đây, dòng Sonic Bomb nha. Ngoài ra đôi này được thiết kế cao cổ nữa mọi người, thiết kế cao cổ thì giúp chống lật và bảo vệ cổ chân rất là tốt. Vòng đế này họ cũng làm bè ra ở phần G này thì nó cũng đã giúp chống lật rồi, nhưng họ còn làm kiểu cao cổ nữa thì nó lại giữ cổ chân còn đảm bảo và tốt hơn. Đây mọi người có thể nhìn thấy phần đệm gót, nó hơi tối nào cho nó được. Phần đệm gót của đôi giày này rất là dày, phần đệm gót rất là dày và êm. Đôi giày này giá gốc 2.7.000, bên Hùng sale còn 1.200.000, ship 40 nữa nha mọi người, 1.240.000 cả ship. Đấy, đôi này thì chỉ còn duy nhất size 43, còn đúng hai đôi cuối cùng. Bây giờ cho Hùng nhập thì Hùng cũng không thể nhập được cái mức giá mà như Hùng đang bán cho mọi người. Chẳng qua là còn lẻ hai đôi thì tranh thủ video bán nốt cho anh em. Hùng sợ rằng Hùng không nhớ rõ giá nhập của đôi này nữa, nhưng Hùng nghĩ rằng là Hùng đang bán có thể là hòa vốn hoặc lỗ một chút cho mọi người đấy. Bây giờ này trước Hùng toàn bán 1.500.000 thôi ạ. Đấy là siêu sâu nhá. Bây giờ còn lẻ đúng size 43 thì bán cho mọi người là 1.200.000, 40.000 tiền ship nữa. Đấy, phải tính ship bởi vì đã không có lãi rồi. Tiếp theo, okay, tiếp theo cũng là dòng Sonic Bomb, cũng có giá gốc tương đương. Đôi này thì đây, cũng 799 tệ, nó cùng dòng Sonic Bomb. Đôi này là bản mới hơn, tuy nhiên thì
giá nói chung là sale cũng như thế thôi. Đấy, đôi này thì còn duy nhất một đôi size 39,5 thôi. Duy nhất một đôi size 39,5. Tức là 39,5 của Li-Ning sẽ tương đương với 39 của hãng khác nhé mọi người. Đều là 24,5cm và đều là size 7 US hết. Đấy. Đôi giày này dòng đế của nó cũng nói chung là khá là xịn, mà để giới thiệu hết công nghệ các thứ thì nó cũng khá mất nhiều thời gian, đây là dòng tầm cao. Mặt đế nó thiết kế đấy, chất liệu của Li-Ning bây giờ nó toàn kiểu cao su, xong những cái đôi cao cấp thì nó thường hay sơn đế kiểu như này. Đấy. Cái này để tạo ra sự ổn định cho đôi giày, cũng là công nghệ chống xoắn thôi, ngoài ra cũng có miếng carbon ở đây. Đấy, ngoài ra nó có đây công nghệ đây, hai miếng nhựa hai bên nữa. Đấy, tăng sự chắc chắn ổn định cho cái phần đằng gót và phần ở phía trên. Nó kiểu giống công nghệ gắn kết cũng như là ổn định. Chất là màu sắc của đôi giày này trắng bạc cũng rất là đẹp, và khi ánh sáng chiếu lên thì cũng rất là sáng. Đấy. Đôi giày này họ cũng được ép lên một lớp da ở chỗ này. Để gia cố tăng độ bền cho phần má. Đôi giày ở chỗ này họ làm sợi dệt rất là dày dặn, nhưng mà Hùng cảm giác là nó dệt như này thì cảm giác nó sẽ hơi cứng. Hơi cứng. Đấy. Dây này nhiều công nghệ giảm trần lắm á, Li-Ning Cloud này, rất là mềm. Mọi người có thể nhìn thấy. Li-Ning Cloud cộng với công nghệ cushion, đệm cushion rất là êm. Những công nghệ mà trứng rơi vào cũng không bị vỡ ấy. Li-Ning họ rất là chú trọng vào những cái công nghệ ở phần đệm gót giày nhé. Dĩ nhiên là toàn giày nó cũng đều có công nghệ, nhưng mà phần ngo gót thì bao giờ cũng được gia cố công nghệ nhiều hơn. Bởi vì sao? Khi chúng ta chạy cầu lông, nếu mà chúng ta chạy đúng thì chúng ta khi bước lên ấy, thì chúng ta phải tiếp gót trước, chứ không phải tiếp phần trên này mà là phải tiếp phần gót trước. Đấy, nó giúp bảo vệ chúng ta khỏi chấn thương, cũng như là nó hỗ trợ chúng ta đẩy chân trở về, hỗ trợ lực mà chúng ta không bị xô về đằng trước. Đấy, phần gót này cũng được làm một miếng nhựa, chắc là kiểu nhựa cứng ấy. Đấy, sáng bóng rất là đẹp. Đấy, đôi này chỉ duy nhất một đôi size 39,5 thôi ạ. 2,7 triệu siêu còn 1,2 triệu, ship 40 lớp 1,240 nha mọi người. Đấy. Đây mọi người xem Hùng đứng giới thiệu còn toát hết cả mồ hôi. Và đây là đôi giày cuối cùng rồi ạ. Ok, xin giới thiệu đến mọi người là mẫu giày cầu lông AI ZQ003. Một mẫu giày cũng tương đối cao cấp, chỉ sau hai đôi vừa rồi thôi. Đây có giá gốc là 599 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 2,1 triệu tiền Việt. Để lấy chân kia cho đỡ vướng cái tem. Này. Đôi giày này thì mặt đế của nó cũng là cao su chống mài mòn. Và nó được làm theo kiểu cao su trong suốt, nhìn khá là xịn. Ở đây thì nó có các cái đệm, chúng ta nhìn có thể xuyên thấu luôn. Đây có công nghệ ProBalock, cũng là một miếng nhựa và gắn kết, và ở trung tâm này cũng là một miếng nhựa giúp ổn định mặt đế, chống xoắn, cũng như là hỗ trợ khi mà chúng ta bật lên, hỗ trợ lực bật khi bật và hỗ trợ giảm chấn khi tiếp đất. Đó. Đôi giày này nhìn rất là, cảm giác nó rất là xịn nhá khi Hùng nhìn vào. Đôi giày này thì cũng áp dụng giảm chấn Li-Ning Cloud. Công nghệ giảm chấn được gọi là công nghệ bọt biển của hãng Li-Ning. Có độ đàn hồi rất là cao, và đã có những video mà test sản phẩm, test chất liệu này khi mà thả trứng từ độ cao mấy mét xuống mà quả trứng không bị vỡ, bật ra ngoài đất mới vỡ. Đấy. Ngoài ra thì đây, ở phía trên này cũng là một chất liệu giảm chấn. Đôi giày này được sử dụng hai chất liệu giảm chấn và hai lớp giảm chấn này kết hợp khá là dày dặn, giúp cho đôi giày này đi rất là êm và đàn hồi. Vẫn như trước Hùng nói thì giày Li-Ning mọi người phải đi khoảng 1-2 tuần thì lúc đấy mọi người mới thấy giày êm ra rất là nhiều. Mới đầu đi sẽ cảm giác hơi cứng. Đôi giày có gờ giảm chấn, gờ chống lật của chân đấy ạ. Đấy, chỗ này làm hơi bè ra. Gờ chống lật của chân. Rất là an toàn cho chân. Ở phần chất liệu trên thì nó là lớp phía trong là một lớp vải dệt rất là thông thoáng.
và lớp phía ngoài nó được phủ một lớp nhựa mềm. Đấy, thì nó tạo thành hoa văn nhìn rất là độc đáo và lạ mắt. Tuy nhiên với kiểu hoa văn này thì ông thấy rằng là nó sẽ hơi khó vệ sinh cho anh em đúng không ạ? Nhưng mà màu đỏ này thì trông nó cũng, khi mà bụi bẩn thì nó cũng không bẩn lắm đâu, trông nó cũng sạch sẽ thôi. Đấy. Đây ạ, nó làm lớp nhựa phủ bên ngoài nhìn rất là hiện đại, rất là chuyên nghiệp. Đây, cái này tất cả đều là lớp nhựa hết. Lớp da, biểu tượng Li Ninh. Được ép nhiệt lên đây. Đôi giày này khá là gọn chân. Đôi này này tương đối là ôm chân cho mọi người. Nên anh em nào chân bè sẽ không đi được. Nhưng mà đôi này chân gọn nên là nó dáng nó gọn. Đi cảm giác nó rất nó lên dáng lên chân rất là đẹp. Đó. Nói chung là Hùng rất là thích dòng giày này, dòng đế này. Khách mua hàng thì đều phản hồi cực kỳ là tốt, cực kỳ là, nói chung là chả có ai chê cái gì cả, toàn thấy khen không. Đôi giày này thì size 41 bên Hùng còn đúng một đôi, size 42 cũng chỉ còn đúng một đôi, size 43 thì còn hai đôi. Đôi này thì sẽ khuyến mãi là 2050, giảm chỉ còn 1050 và miễn ship cho mọi người nhá. Đấy. 2050 giảm còn 1050 miễn ship, và đôi giày này là đôi cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Ok, và xin chúc mừng anh em nào đã xem được cái video này của Hùng và đã chọn được cho mình một đôi giày ưng ý. Nhưng tuy nhiên mọi người phải nhắn tin để Hùng đặt hàng ngay, nếu không là sẽ hết. Còn anh em nào mà xem từ đầu đến giờ mà vẫn trả được đôi nào thì cho Hùng rất là xin lỗi, bởi vì không có đôi giày cho mọi người, thì hẹn mọi người ở những cái dịp sale lần sau. Nhưng mà khả năng những dịp lần sau thì rất là khó, bởi vì giờ giày giá cả hàng hóa rất là đắt luôn. Bây giờ mà nhập sách tay về Hùng còn không dám nhập luôn ấy. Thực sự là Hùng không dám nhập. Đợt này Hùng không dám nhập giày luôn, bởi vì giá nó rất là cao. Cũng như tỷ giá nhân dân tệ nó cũng đang lên rất là cao. Đấy, hẹn gặp mọi người tại những video tiếp theo của Hùng. Hy vọng là sẽ được gặp mọi người sớm. Hy vọng là sẽ kiếm được những mẫu giày ngon và chất lượng, cũng như là có mức giá rẻ để có thể tiếp tục tổ chức những chương trình khuyến mãi và sale như này cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.